mấy hôm trước thì em lên Hương đã lên rất là nhiều mẫu xe i10 bản đủ nhưng mà số tự động. Thì hôm nay em lại về thêm một chiếc xe i10 bản đủ đời 2016 nhưng mà số sàn này. Bản này là bản 1.0 cho em, 5 chỗ ngồi, giá chào bán là 255 triệu. Nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Màu trắng đẹp này, 818. Với chiếc xe i10 bản 1.0 này, tức là bản đủ 1.0 các bác nhé, thì có đèn halogen này, đèn phá xương, có đèn gầm đầy đủ cho em. Nhận dạng bên ngoài, nếu như khách hàng nhìn bên ngoài bản đủ sẽ gì? Có xi nhan trên gương này, nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa, đằng sau có 4 mắt cảm biến. Ít nhiều khách hàng sẽ biết rằng đây là một chiếc xe Hyundai i10 và nó là bản đủ nhá. Em này bản đủ bên em đời 2016 nhập khẩu 1.0 nên là với cái mức tiêu hao nhiên liệu như vậy thì cực kỳ ít thôi. Hai bánh trước được phanh ABS này và được một bộ đồ 4 chiếc na răng đi theo lốp cực đẹp luôn này các bác nhìn này. Na răng thể thao này. Lốp một dàn lốp super còn rất là đẹp luôn. Xi nhan tích hợp trên gương, lốp sơn thì màu trắng đẹp, đăng ký đăng kiểm đến tháng 11/2022. 255 triệu. Gương kính thì em cũng cam kết là liền đời theo xe. Và có nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa này. Trên tay lắm nhá, tay lắm thì ốp hết mạ chrome rồi. Xi nhan trên gương, đây là những cái điều mà các bác có thể nhận dạng khi mà nhìn bên ngoài. Đây là chiếc i10 rồi chứ không biết là bản đủ hay bản thiếu nhá. Thì nhìn vào đấy khách hàng có thể hình dung ra rồi. Em cũng quay luôn phần cánh cửa này. Keo chỉ zin 4 cánh cửa đều còn đẹp cho em. Táp ly cũng không hề bị mòn bóng các bác nhìn này. Đời 2016 mà mức sử dụng nó không quá là nhiều năm nên là nó chưa hề bị mòn bóng này. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa này. Em này thì vẫn là bộ ghế nguyên zin, vẫn là bộ ghế vải đẹp này. Bộ ghế vải nhá, chưa lên ghế da. Ghế da là 4 xung quanh là viền da, nhưng cái phần đằng trước này là phần ghế vải này. Xe thì bên trong khoang điều khiển thì được bác chủ cũ ốp thêm một cái mạ giả vân gỗ vào đây, nhìn rất là sang luôn. Đây táp lô thì cũng được thêm một cái thảm này, vừa chống nóng này, vừa đỡ bị sợ bị xước các táp lô nhá. Điều hòa thì mát lạnh luôn. Bản này là bản đủ nên có cho em là túi khí an toàn, đề lỗi thông minh và có tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Một chút nữa sang bên kia em sẽ quay ra rõ hơn này. Điều hòa mát lạnh, màn hình thì cỡ vừa thôi, đầy đủ cho em nghe nhạc radio. Sấy sưởi kính, lấy gió, lấy gió 3 vị trí này, lấy gió trong ngoài đầy đủ nhá. Có tẩu này, các bác nhìn cần số của em nó này, 1, 2, 3, 4, 5 này. Áo da cần số còn đẹp cho em nhé. Phanh tay không hề bị mòn bóng, nếu như mà đi nhiều thì phanh tay nó sẽ mòn ngay, nhưng xe này đi quá là bình thường thôi. 255 triệu là giá em Lương Hương Lê Hương chào bán này. Vẫn bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình. Khách hàng nào thiện chí đến xem xe, em vẫn để luôn cho mình một cái giá yêu thương nữa nhé. Từng con ốc nhỏ nhất các bác nhìn kỹ cho em này. Zoom kỹ vào khách hàng nhà mình ạ. Nhìn cùng em không hề bị bặn xoáy này. Gioăng cửa ôm hết phần cánh cửa, không hề bị mục lát dù chỉ là một phân nhé. Đây, gương kính đèn đời này, ốp hết mạ chrome rồi. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa này. Với bản 1.0 này thì các bác đi khu vực trong đô thị cũng chỉ đến 8 lít thôi. 8 lít. Đây là mình đi khu đô thị, nhỡ may mà không may mà bị tắc đường hay là các bác thì mới đến 8 lít thôi. Còn ngoài đô thị hoặc là trong những cái đường mà các bác cứ mát chân ra chỉ 4 đến 5 lít thôi ạ. Thảm phía dưới này, hàng ghế thứ hai này cực kỳ rộng rãi cho em luôn. Bộ độ lốp còn rất là mới cho em, lốp super đấy ạ. Cực kỳ mới đẹp này. Hai bánh sau là phanh đang trống nhá. La răng đẹp luôn, không hề có một vết xước. Cụm đèn hậu phía sau thì cực kỳ to bản này. Và không hề bị mờ bóng này. Đóng cửa vào để khách hàng nhà mình cùng nhìn được cái hình dung bên ngoài này. Nước sơn màu trắng đẹp luôn. 255 triệu và là đăng là hộp số sàn. Số tự động em lên nhiều rồi, số sàn nhưng em này cũng là bản đủ. Nên là phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm này. Đèn báo rẽ trên cao có này. Đèn hậu là một đôi cực kỳ sắc nét, có đèn gầm nhá và có cảm biến va chạm luôn. Mở khoang cốp lên đây ạ. Lốp sơ cua và dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên, vẫn còn một cái để phần trên đây nữa nhưng vừa nó bị bẩn nên em bỏ ra rồi. Lốp sơ cua để dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên, từng con ốc nhỏ nhất nắp đít cốp này. Một đôi thụt cực kỳ nhẹ nhàng luôn, máng nước hai bên đây ạ, không hề bị biến dạng này. Em quay rõ phần khoang cốp khách hàng nhà mình xem nhé. Mặc dù là phiên bản hatchback, form dáng nhỏ gọn nhưng khoang cốp không hề bé một chút nào. Keo chỉ zin nắp cốp đây ạ. Cảm biến va chạm phía sau có rồi. Đây, quay thật cho các bác xem luôn này. Nếu như mà trong đô thị chỉ có 7 lít thôi,
Còn ngoài thôi thì chỉ có 5 lít thôi, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho em luôn. Nếu trong cái thời buổi xăng mà đắt như thế này thì những dòng xe i10, Vios, Kia Morning là lên ngôi rồi. Tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ tốt luôn ạ. Từng con ốc nhỏ nhất này. Em này thì trần là trần da 3D với nước sơn với một cái tông màu đỏ ạ, chỉ đỏ kết hợp vào màu đen, cực kỳ đẹp luôn. Táp ni 4 cánh cửa này, keo chỉ zin cả 4 cánh luôn. Sang bên cánh cửa của bác Tài, một trong những cánh cửa mà sử dụng nhiều nhất này, cũng không hề có dấu hiệu mòn bóng này. Keo chỉ zin luôn nhé các bác nhé. Móc khóa này, sticker này, từng con ốc nhỏ nhất này. Bây giờ em sẽ ngồi lên khoang bác Tài để em quay rõ hơn. Đề lỗ thông minh có này, và em cũng sẽ mở luôn lên xem order chuẩn này. Em cũng quay luôn order chuẩn của xe này, 7 vạn này, hơn 7 vạn một chút rồi. Đề lỗ thông minh nhấn nhẹ một phát thôi là đã lổ máy rồi. Và có một cái dàn điều hòa cực mát cho em luôn. Có tắt bật cảm biến đầy đủ cho em nhé. Đây hiển thị đầy đủ các thông số như order này, cảm biến đây à, đề lỗ này. Tắt một phát là tắt luôn, quá là nhẹ nhàng luôn đúng không ạ? Tổ hợp phím bấm nghe gọi giảm volume ở trên vô lăng luôn, tích hợp vào đấy rồi. Các bác đi thì cực kỳ tiện lợi luôn. Còn bây giờ thì em sẽ mở ra khoang động cơ máy móc của chiếc xe. Đây, tắt bật cảm biến ngay nhé. Khoang động cơ máy móc của chiếc xe để khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng nào. Xin nhan trên gương lốp xe đây à. Bộ lốp đều đẹp mới cho em. Khoang động cơ máy móc hay còn gọi là trái tim của chiếc xe đây ạ. Với là thiết kế là bản đồ, các bác nhìn này, máy này, cụ giảm chấn giảm sóc còn đầy đủ cho em. Khoang động cơ máy móc thì cực kỳ sạch sẽ luôn. Dù là một chiếc xe mộc mới về nhưng các bác nhìn thấy này, bác chủ cũ là một người cực kỳ dễ tính, kỹ tính này. Và cực kỳ sạch sẽ thì mới giữ được một chiếc xe đẹp như thế này. Động cơ là 1.0 này. Quay lên cắp cabo các bác nhìn này, keo chỉ zin này. Những cái ụ giảm chấn cảm sóc bằng cao su còn này. Lốt bấm đinh tán hay lốt cắt thì cũng còn đẹp cho em nhé, nếu như biến dạng là có vấn đề rồi. Nhấc máy lên đi ạ, 0354602790. Showroom bày bán bên em Lê Hương là gì ạ? 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. 255 triệu ạ. Là giá mà em Lê Hương chào bán cho chiếc xe Hyundai i10 đời 2016 bản nhập khẩu, số sàn bản đủ nhé. Đừng quên rằng hãy cho em Hương xin một lượt like, một lượt thích trang. Xe thì bên em lúc nào cũng sẵn từ 150 đến 200 đầu xe, giá cả cạnh tranh. Cam kết không đâm xô, không ngập nước, hồ sơ pháp lý, chủ mã đầy đủ cho mình luôn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu vào những video tiếp theo ạ. i10 2016 bản đủ 1.0, 255 triệu.